Ui, đò quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vô coi con vợ bầu của mình đã làm gì. Cắt bầu rồi. Ngày mai có sân mặn đang sáng. Ồ, con vợ của mình nó đang cắt chanh dây các bạn ơi. Chanh dây. Bây giờ mấy cái chanh dây này nè. Mình mua ở chợ Việt Nam đó các bạn. Thơm quá, chắc là Thơm quá trời luôn nhìn nè. Oh, passion food. tươi nha, fresh. Cho các bạn nào mà chưa có coi biết trái chanh dây, nó thực sự cái trái này nó làm cho mình gợi nhớ cái trái nhãn lồng hồi xưa các bạn. Nếu mà các bạn nào không biết cái trái nhãn lồng hồi xưa thì các bạn cứ liên tưởng cái trái chanh dây đi. Hàng hiếm nha, hàng mắc tiền. Như đây mà còn 8 đồng. Mắc 8 đồng mấy năm này. Này bữa 8 đồng. 8 thì đồng mình mấy lấy hộp mình ươm nó ra, nó ra gây dây á. ra. Lấy vài hộp đi. Đó, làm trên dây uống passion food Thơm quá trời luôn. mà cái này nó hay đó các bạn, cái bàn tách nó ra nó không có nó dính gì đây hết nè, như nào. Ồ, mấy cái hộp lép nữa, có mấy hộp lép nữa. Cái trái dây này trên dây vàng bạn, có nó có màu tím nữa, nó có nhiều loại lắm. Mà cái này là cái truyền thống, cái original. Còn nghĩ cái tiếng là nó bị lai. Chắc là giống khác chứ. Giống như là thanh long tím, thanh long vàng vậy đó. Bây Thì giờ nó mình chợ ghét nó mình lai. thôi bữa thôi rồi chú lét Ngọt mà. Thơm quá. chanh dây bỏ bỏ lên thêm cái kia nữa. Kem vô trộn, dinh dưỡng. Này cái này như nó không có nước. À. Mình phải dắt miếng kem vô đây đi cho nó ngon. Cho nó có vitamin C. Tặng bổ sao đẻ. Nãy kia. Nhìn đoạn đó kìa. Nhìn vật kìa. Ghét quá. Nhìn thấy ghét quá. Ghét quá. Ngay dây cao này nặng vô. Thơm quá trời luôn á. Nó cũng bị hạt lép nữa không? Làm hết luôn hả? Ừ, cho mẹ luôn. Ok. Cái thôi nó gần hư rồi đấy. Bây giờ mình sẽ quay qua cái chỗ cái hồ cá của mình các bạn. Có mấy con cá con như này nè. Ủa đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Quá trời trên vậy luôn. Thơm quá. Thơm quá, thơm quá. Quá thơm, quá thơm, quá thơm. Nhiều đây múc ra chút xíu rồi. Trời. Người Mỹ họ cũng thích uống chanh dây lắm các bạn. Mình sẽ bỏ thêm một trái cam vô nữa cho nó ngọt ngọt. Cái chanh dây này nó chua chua nó còn ngọt. Mày hư rồi. Ôi bị thúi rồi, uống quá các bạn ơi. Cho nó lấy hộp đi. Đó.
Trái đó hư. Trái đó, một trái đó. Ừ. Trời, một ly bự quá. Một ly quá bự luôn. Nó chín quá, nó lên men rượu rồi. Ừ, thơm quá các bạn ơi, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Thơm quá. Dạo này kênh mình review toàn món độc lạ, độc lạ. Hồi xưa ở bên mình nó không có bán chanh dây này đâu các bạn. Hồi xưa không có bán, bây giờ nó không biết đâu nó đem về nữa. Hồi xưa mấy cái này nó không có bán ở Mỹ. Thấy cái gió sợ nó bị hư. Ừ. Rồi để bỏ đường gắt cái miếng cam vô nha. Rồi, phần hấp dẫn đây, phần hấp dẫn đây. Phần hấp dẫn đây. Đây đây đây, thăm tôi bắt công đổ nữa. Đổ cái xui luôn á. Trời ơi. $8 của mình. 8 thơm quá các bạn ơi. Rất là thơm luôn. Trời, chiếc cam này ruột đỏ các bạn. Biết ngọt không? Ừ. Giỏ nó mỏng ghê nhá. Ừ. Cam cục đỏ nó mỏng, cam cái cam cục đỏ này nó vỏ nó mỏng hơn cái cam cục vàng các bạn. Mà nó ít nước quá. Ừ, bây giờ mình phải thêm trái nữa. Đỏ mỏng ha. Ồ, cắt cam cục đỏ quét à. Các bạn thấy không? Cái cam cục đỏ. Tắm gì mẹ? Đây đó. Nghe cả miếng nó ngọt không? Ngọt không? Ngọt. Quá ngọt. Trái này thì là một cam. trái này không có đỏ các bạn. Ngộ ghê. Hai cái trái này đỏ quét các bạn, giống như bưởi vậy đó. Bưởi ruột đỏ. Cam cục bò. Cái da cũng rất là mỏng. Rồi, dắt 3 trái cam được như nước các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nó vô đó ha. Cam với chạy chanh dây. Ồ, một hổm hột, hổm hột. Hổm hột. Thơm lắm nha các bạn. Nãy giờ không biết các bạn đứng đây các bạn có ngửi không? Thơm lắm, cái mùi chanh dây nó rất là thơm bạn. Thơm lắm các bạn ơi, nó không phải là nó thơm cái mùi bưởi, nó thơm cái mùi chua chua của chanh. Thơm lắm. Cái trái này bị hư rồi cho nên mình sẽ lấy hột lại trồng các bạn, hy vọng là sẽ ra cây chanh dây. Hồi xưa mình cũng có cây chanh dây nữa nhưng mà nó bị chết rồi, chứ lại trồng lâu quá nó không ra trái, mình nản các bạn. Bây giờ là trồng chanh dây. Trồng được cái giống bán coi buôn. Ồ. Đây, quá trời luôn các bạn ơi. Đó, hạt giống chanh dây. Thơm quá, thơm quá. Thêm được không? Chua. Nói chung nó cũng ngọt chứ mà nó cũng chua chua. Ừ, bỏ thêm đường vô.
Cái này để dành uống uống dần. Bữa nay về sớm cho nên có thời gian quay video clip cho các bạn coi. Mở cái đèn luôn cho sáng. Nãy giờ mình quên mở đèn cho nên hơi tối các bạn ha. Có một ly chanh dây giải nhiệt thơm lắm các bạn, mình đứng đây mình vẫn ngửi thấy mùi thơm của chanh dây các bạn. Không, cỏ này em uống được rồi mà sợ mẹ chua. Cái chanh dây này nó chua chua mà nó cũng ngọt ngọt các bạn. Lấy đi. Để nấu lại hả? Kìa lấy hai ly nhỏ đẹp kìa. Thấy vậy lấy hộp gieo đổ lên rồi. Thì đó. Mà lên nó cũng lâu ra trái nữa. Mua cái chiếc nha. Em muốn ly xấu được rồi. Em không cần mà mẹ. Thành quả của ly chanh dây. Nước uống chanh dây rồi. Thôi đâu có chụp em đi. Chị ơi, bà đi làm đi à? Bà đi làm á, bà đi làm nha. Bà đi làm á. Ở nhà vui nha, nhà quen nha. Ở nhà quen nha, cười cười. Chị cười. Bà đi làm nha, áo đội kìa, áo đội cửa. Bà đi làm đi. Anh đi làm nha. Ở nhà nha.